Đây là khu vực bến cảng Bạch Đằng. Đây là tuyến đường sông. Đầu tuyến đường sông đi từ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đi Thủ Đức. Hằng ngày thì các cái tuyến tàu này nó sẽ khởi hành từ Linh Đông vào lúc 7 giờ và đến cảng Bạch Đằng, bên Bạch Đằng là vào lúc 7 giờ 52 phút và bắt đầu tại thành Bạch Kính Bến quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đó. Đầu thành phố Hồ Chí Minh đầu quận 1 ấy, thì nó sẽ khởi hành vào lúc 8 giờ và nó sẽ đi dọc các tuyến. Thời gian đi ra cũng là 52 phút, ngầm nghỉ khoảng tầm 10 phút và quay trở lại bến Linh Đông. Thời gian đi của các cái tàu này nó sẽ là từ 7 giờ sáng và tới 19 giờ 52 phút tối là kết thúc. Đây là cái lúc xuất phát đi ra sẽ nhìn vào cái chỗ toàn tổ hợp Ba Son, tổ hợp khu vực Ba Son mới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rất là hoành tráng. Thì chúng ta đang đi ngang qua khu Ba Son, nhưng mà nhìn phía xa xa kia thì quý vị có thể nhìn thấy các tòa nhà của khu Vinpearl Sài Gòn. Sài Gòn gọi là khu Sài Gòn Pearl đó. Đây là khu nhà cao tầng cũng thuộc dạng là xây sớm nhất ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh. Và nhìn phía xa xa kia quý vị có thể thấy đó là tòa nhà của Landmark 81, tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là cái cây cầu nối quận 2 và quận 1. Cầu Nguyễn Hữu Cảnh này ạ. Đây chúng ta đang nhìn thẳng vào khu Sài Gòn bên này. Cái bên khu Sài Gòn bên đó là khu tổ hợp Vinhome Center Park, thành phố Hồ Chí Minh. Khu Vinhome Center Park này là được khu dân cư mới xây năm Hoàng Thị năm 2017 và có cái khuôn viên Sài Gòn Center Park thuộc dạng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ven sông. Trong khuôn viên Vinhome Center Park này thì có cái tòa nhà Landmark 81 cao 81 tầng và hiện là tòa nhà cao nhất Việt Nam và nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới. Từ Ba Son Sài Gòn này chúng ta nhìn lên khu tổ hợp Vinhome Center Park này thấy rất là hoành tráng đúng không ạ? Đây là một trong địa điểm tham quan thú vị mới của thành phố Hồ Chí Minh và bất kỳ khách nào tới thành phố Hồ Chí Minh đều muốn chiêm ngưỡng và chinh phục tòa tháp này. Hiện tại giá vé vào tham quan tòa tháp này theo giá niêm yết mới nhất năm 2019 là 800.000 đồng một người lớn và 450.000 đồng cho trẻ em trên 1m3, còn trẻ em dưới 1m3 thì là miễn phí. Một giá vé tương đối là cao so với người dân Việt Nam, nhưng mà vào tham quan tòa tháp này thì quý vị cũng có thể là trải nghiệm nhiều điều rất là thú vị, trong đó có cái trò chơi 3D dù lượn bay từ tòa tháp xuống dưới mặt đất. Đây là khu vực về cuối cảng Linh Đông. Khu vực cảng Linh Đông là cái cảng điểm cuối của cái tuyến xe buýt, cũng là tuyến buýt đường sông Sài Gòn này. Và tuyến buýt này nó sẽ quay trở lại quận 1 bắt đầu từ đây. Vậy là đã hết chặng hành trình. Xin chào quý vị.